Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, thời gian gần đây, các ngôi mộ cổ xuất hiện ngày càng nhiều, hé lộ vô vàn bí mật chấn động trong lịch sử. Mới đây, trên khu đất trong vườn một nhà dân tại Bình Dương, người ta cũng đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ngôi mộ cổ bí ẩn. Nhưng điều đáng nói là nó thuộc về một vị tướng người Trung Quốc. Ông là một nhân vật đặc biệt, sau này hậu duệ của ông đã cất công lặn lội, tìm kiếm và cũng vô cùng bất ngờ khi nó lại nằm tại mảnh đất Bình Dương của nước Việt. Hơn nữa, theo người dân nơi đây, khu đất nơi mộ cổ đó rất linh thiêng, đến nỗi châu bò không bao giờ bén mảng đến gặm cỏ. Dân làng mỗi khi đi ngang qua khu mộ đá đó đều không dám chạy nhảy, nói lớn tiếng. Rốt cuộc, tại sao lại có mộ của một vị tướng Trung Quốc nằm trên đất Việt Nam? Còn bí mật chấn động nào chưa được tiết lộ về ngôi mộ kỳ lạ không ai dám đến gần? Tất cả sẽ được giải mã trong video sau đây. Những ngôi mộ cổ luôn là đề tài hấp dẫn, thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu lịch sử nói riêng và những người yêu thích sử học nói chung. Việt Nam ta cũng phát hiện và khai quật rất nhiều mộ cổ. Tuy nhiên, Lăng Bà Chúa ở Hà Nội, Lăng Ba Vành ở Huế, mộ tướng quân ở Cam Ranh là những lăng mộ cổ khiến giới nghiên cứu lịch sử Việt Nam đau đầu vì phải tranh cãi về danh tính nhân vật được chôn dưới mộ. Ít ai biết rằng, ngay tại Bình Dương, trong một khu đất nhà dân, cũng có một ngôi mộ từng gây tranh cãi gay gắt về thân thế chủ nhân ngôi mộ. Ông Lê Văn Đề kể lại, bản thân đến vùng đất Tân Mỹ khai khẩn đất, lập gia đình thời trai trẻ. Từ đó, ông đã biết trên đất nhà mình có 4 ngôi mộ đá, dân làng gọi là Mã Triệt, rất linh thiêng. Người dân làng ít ai bén mảng đến đây. Tương truyền rằng, những năm chiến tranh ác liệt, dân quân du kích địa phương trên đường trở về chiến khu D bị giặc phục kích thì chạy ẩn núp vào khu mộ. Rất kỳ lạ, quân địch dù cố gắng vạch cỏ truy lùng nhưng không bao giờ tìm thấy bóng dáng đối phương. Rốt cuộc, danh tính của vị tướng Trung Quốc này là ai? Còn những bí mật gì chưa được tiết lộ đằng sau ngôi mộ cổ kỳ lạ này? Ông Lê Văn Đề kể lại, bản thân đến vùng đất Tân Mỹ khai khẩn đất, lập gia đình từ thời trai trẻ. Từ đó, ông đã biết trên đất nhà mình có 4 ngôi mộ đá, dân làng gọi là Mã Trệt, rất linh thiêng. Người dân làng ít ai bén mảng đến đây, ngay cả lũ trẻ tinh nghịch chăn trâu bò trong vùng khi qua đây cũng không dám to tiếng. Tương truyền rằng, những năm chiến tranh ác liệt, dân quân du kích địa phương trên đường trở về chiến khu D bị giặc phục kích thì chạy ẩn núp vào khu mộ. Rất kỳ lạ, quân địch dù cố gắng vạch cỏ truy lùng cũng không bao giờ tìm thấy bóng dáng đối phương. Ông Huỳnh Văn Xanh, cựu chiến binh xã kể lại từng trú tránh nơi đây và được thế lực tâm linh che chở an toàn trước làn tên mũi đạn của quân địch. Thời gian trôi qua, thi thoảng ông vẫn nhang khói trên ngôi mộ vô danh, sống yên lành trên mảnh đất của mình. Cho đến một ngày, có những người lạ mặt đến từ Đồng Nai tới tìm mộ. Ông Để chia sẻ, ngày ấy đã cách đây 27 năm, khi tôi đang làm vườn thì có nhiều người tìm đến. Họ xin gặp tôi để xác minh về lai lịch ngôi mộ. Từ đó, danh tính thực sự của chủ nhân ngôi mộ mới được hé lộ. Đó là một vị tướng người Trung Quốc đã làm điều chấn động này trong lịch sử, khiến ai cũng sửng sốt. Rốt cuộc, chủ nhân ngôi mộ kỳ lạ này là ai? Còn bí mật nào ẩn giấu phía sau? Khu mộ cổ hiện tọa lạc tại làng Mỹ Lộc, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, chính là ngôi mộ của tướng Trần Thượng Xuyên. Trần Thượng Xuyên, tự Trần Thắng Tài, sinh năm 1655, mất năm 1720, quê quán tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nguyên là tổng binh ba Châu Cao, Lôi, Liêm của triều đại nhà Minh. Năm 1644, nhà Mãn Thanh đánh chiếm hầu hết lãnh thổ Trung Quốc, lập nên triều Thanh. Trần Thượng Xuyên tham gia phong trào kháng Thanh. Nhiều trung thần nhà Minh không thuần phục, đòi phản Thanh phục Minh. Tuy nhiên theo thời gian, triều đình nhà Thanh ngày càng ổn định vững chắc, lực lượng kháng Thanh thất bại và bị tiêu diệt dần. Năm 1679, Trần Thượng Xuyên cùng quân của mình và gia đình rời Trung Quốc đi tị nạn. Chỉ riêng đoàn thuyền của Trần Thượng Xuyên đã lên đến 50 chiếc, cùng với khoảng 3.000 người đến cửa biển Tư Dung và Đà Nẵng xin thần phục nhà Nguyễn. Chúa Nguyễn Phúc Tần thu nhận ban cho chức cũ và sai đến ở đất Đồng Phố, Đồng Nai ngày nay. Đoàn thuyền của Trần Thượng Xuyên theo cửa biển Cần Giờ tiến vào định cư ở Ban Lân, nay thuộc thành phố Biên Hòa. Ông được coi là người có công khai khẩn, mở mang kinh tế, giao thương quy mô lớn tại vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai. Khi Trần Thượng Xuyên tới Ban Lân,
vùng Đông Nam Bộ đã có cộng đồng dân cư nhiều thành phần dân tộc sinh sống: Stiêng, Mạ, Chư Ro, Khmer, Việt. Nhưng vùng đất này vẫn đang là địa bàn tranh chấp của các thế lực phong kiến liên bang. Vùng đất này còn rất hoang vu và chưa có tổ chức hành chính. Hoạt động kinh tế của cư dân lúc này còn là tự phát, tự cấp, tự túc. Sau khi dừng chân ở Bàn Lân, Trần Thượng Xuyên nhanh chóng khảo sát tình hình địa bàn cư trú mới và quyết định chuyển đến định cư tại một cù lao trên sông Đồng Nai, để sau này có một cù lao phố nổi tiếng đương thời, lưu danh trong ký ức dân gian và sử sách. Buổi đầu định cư, nhóm Hoa Kiều đã nỗ lực khắc phục thiên nhiên, khai thông nguồn nước để trồng trọt, mở mang đường ngõ để ổn định lâu dài. Với tập quán của người Hoa không mạnh phát triển với nông nghiệp, nhóm Trần Thượng Xuyên đã sớm phát hiện ra thế mạnh của cù lao phố Biên Hòa có vị trí quan trọng trong kinh doanh, cả đường thủy lẫn đường bộ. Cù lao phố nằm nơi sông sâu, có thể ngược lên phía Bắc khai thác nguồn hàng lâm sản thổ, hay xuống phía Nam ra biển Cần Giờ và sang tận Cao Miên, Campuchia. Vì thế, phần lớn người trong nhóm Trần Thượng Xuyên đã chuyển cư từ Bàn Lân về cù lao phố lập bến, mở đường, xây dựng phố chợ. Các luồng giao thương từ cù lao phố đi khắp trong và ngoài nước. Xuất khẩu chính là lúa gạo và gỗ. Ngoài ra còn có lâm thổ sản địa phương như trầm hương, ngà voi, sừng tê, da thú, nhựa sơn, dược liệu, tôm khô, cá khô cùng những sản phẩm nông nghiệp khác. Đến thế kỷ thứ 18, những di dân người Hoa đã biến cù lao phố thành một thương cảng xuất nhập khẩu lớn, thu hút thuyền buôn Nhật Bản, Trung Hoa và cả các nước phương Tây đến buôn bán, trao đổi hàng hóa. Công cuộc giao thương ở cù lao phố đã hình thành nền lớp người làm dịch vụ như thu gom và phân phối hàng hóa, các dịch vụ về ăn ở, vận chuyển. Số lượng dân đến khai phá định cư tại đây lên đến 40.000 hộ, cho thấy sự sầm uất của thương cảng bậc nhất cù lao phố thời bấy giờ. Ngoài việc đưa dân đi khai hoang lập nghiệp, ông còn tỏ rõ là một vị tướng tài. Ông từng giúp chúa Nguyễn dẹp loạn và đánh tan nhiều mưu đồ phản loạn của giặc giã nổi lên trong vùng nhằm đảm bảo sự bình yên cho vùng đất mới của nước Đại Việt. Khoảng đầu những năm 1690, ông cùng Mai Vạn Long đánh bắt được nặc ông Thù, chiếm Bà Lũy, Cầu Nam, Nam Vang, Gò Vích. Năm 1700, ông cùng Nguyễn Hữu Cảnh tiến đánh vua Chân Lạp lần thứ hai. Sau trận tiến công này, vùng đất Biên Chấn, Phiến Chấn, Tịnh Tường, Long Hồ, An Giang được sáp nhập vào lãnh thổ Đàng Trong. Năm 1715, ông lại cùng với Nguyễn Cửu Phú đánh dẹp bọn nặc ông Thâm, hạ được thành Lạ Bích. Đến năm 1725, con trai ông là Trần Đại Định nối nghiệp cha, phục vụ chúa Nguyễn, được phong đến tước tổng binh Định Viễn Hầu, chỉ huy cả hai đạo binh Phiên Chấn và Long Môn. Cả ba đời họ Trần, Thượng Xuyên, con là Trần Đại Định và cháu là Trần Lực đều là những tướng tài và được chúa Nguyễn rất trọng dụng. Vì vậy, chúa Nguyễn đã ban đặc ân Nguyễn Vi Vương, Trần Vi Tướng, Đại Đại Công Thần Bất Tuyệt, tạm dịch là họ Nguyễn làm vua, họ Trần làm tướng, công khanh đời đời không dứt. Đến thời Minh Mạng và Thiệu Trị, Trần Thượng Xuyên còn được phong làm Thượng Đẳng Thần. Sau khi ông Trần Thượng Xuyên mất, công đức to lớn của ông được nhân dân ghi tạc suy tôn thần tướng, kính trọng gọi là Đức Ông, lập đền thờ tại đình Tân Lân, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Còn riêng phần thi hài được an táng trên khu thổ mộ của gia tộc tại vùng đất ở phía Bắc, trấn thành Biên Hòa, phủ Gia Định, nay là làng Mỹ Lộc, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, trải qua mấy thế kỷ, chinh chiến liên miên, vật đồi sao rời nên mộ Trần Thượng Xuyên đã bị mất dấu vết dưới lớp bụi dày thời gian. Đó cũng là niềm dài dứt của hậu duệ họ Trần Thượng và ban tế tự đình Tân Lân. Hành trình tìm mộ do đó bắt đầu và có những cơ duyên đến bất ngờ như một sự trùng hợp ngẫu nhiên đã khiến khu mộ này phát lộ. Mãi đến năm 1994, nhờ ba cơ duyên lớn đến, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Liên ban hội đình Tân Lân đã cất công đi tìm và xác định được vị trí của ngôi mộ cổ. Một trong những người có công trong hành trình tìm lại được mộ cụ Trần Thượng Xuyên là ông Lâm Văn Lang, thường gọi là Tám Hiền, hiện là trưởng ban quý tế đình Tân Lân. Năm 1991, sau khi đình Tân Lân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, thì kế hoạch đi tìm lại khu mộ của Đức Ông được Ban hội đình Tân Lân họp bàn và quyết tâm phải tìm cho bằng được nơi yên nghỉ của tiền nhân. Năm 1993, cơ duyên đến bất ngờ, trong một lần ông Tám Hiền sang cúng chùa Thanh Lương, phường Biểu Hòa, thành phố Biên Hòa, được Hòa Thượng trụ trì Thích Thiện Khải nói, ông Tám Hiền phải tìm gặp cụ Bùi Văn Một, 90 tuổi,
người đang canh giữ đình thần Nguyễn Tri Phương gần đó, thì có khả năng biết được tung tích ngôi mộ của Trần Thượng Xuyên Hòa, thượng nói. Quả thật, cụ Một là người sinh ra và lớn lên tại làng Mỹ Lộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Sông Bé cũ. Cụ kể từ lâu đời ở làng Mỹ Lộc quê cụ có một khu mộ đá bí ẩn, vô chủ, dân làng gọi là Mã Trệt. Đây chính là khu mộ đá tưởng vô chủ trên mảnh đất nhà ông Đề đã nêu ở trên. Từ thông tin ít ỏi mà cụ Một cung cấp, linh cảm có thể là Mã Trệt là nơi an nghỉ Trần Thượng Xuyên, nên ban hội đình Tân Lân lập một đoàn đi khảo sát gồm 10 người, trong đó có cụ Một là người am hiểu về đất đai và ông Lương Muối, người thông báo về Hán văn cổ. Đoàn đi tìm mộ đến làng Mỹ Lộc, hỏi thăm thêm một số bô lão làng Mỹ Lộc để xác định vị trí chính xác khu đất có Mã Trệt. Đó là khu đất nằm sát bên tỉnh lộ 746, cây cối mọc um tùm, cỏ dại chèn lút đầu. Sau khi phát dọn xong thì mới lộ thiên ra 4 ngôi mộ đá bị mưa gió đất cát che lấp và bào mòn hết các tấm bia mộ nằm rải rác khắp nơi. Trong đó có ngôi mộ đá lớn nhất, có tấm bình phong Án ngữ phía trước ngôi mộ còn sót vài chữ Hán. Nội dung dịch chữ Hán cho biết chủ nhân ngôi mộ là người họ Trần, quê quán tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vị trí ngôi mộ lại nằm ở địa thế phù hợp theo thuyết phong thủy bền vững của người xưa. Phía trước có ngọn núi đá lửa, phía sau có sông, dưới sông có lớp đá hàn. 3 ngôi mộ còn lại nhỏ hơn trong khuôn viên này có thể là của các bộ tướng hay người thân của tướng Xuyên. Trong lúc đó, chợt xuất hiện thêm một nhân chứng mới, ông Ba Tòng, cư ngụ thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên. Ông Ba Tòng kể với đoàn tìm mộ là ngay từ nhỏ, mỗi lần được cha ruột là thầy giáo Giang, một ông đồ dạy chữ Hán nổi tiếng ở vùng Tân Uyên, dắt đi ngang khu Mã Trệt, đều nói trong đó có phần mộ của ông Trần Thượng Xuyên, là một tướng quân xứ Đồng Nai, người từng xuất quân đi dẹp loạn giặc Cao Miền. Từ những cơ sở đó, Ban Quý tế Đình Tân Lân cùng các nhà nghiên cứu, các nhà khảo cổ xác định, ngôi mộ đá lớn nhất không khu Mã Trệt chính là phần mộ ông Trần Thượng Xuyên và 3 ngôi mộ hoang phế còn lại có thể là mộ thân tộc hoặc cận vệ của ông. Sau khi mộ Trần Thượng Xuyên được phát lộ, thì Ban Hội đình Tân Lân tiếp tục kế hoạch trùng tu bảo quản. Thêm một cơ duyên nữa là gia đình chủ đất hiến toàn bộ diện tích hơn 500m2 bao bọc khu mộ đá. Ban Hội đình Tân Lân bắt đầu gia cố lại các trụ đá thành mộ bị lún sụt, sạt lở và xây dựng cổng chính, bờ rào tường bao xung quanh. Sau đó xây thêm một nhà tưởng niệm và dựng một tấm bia đá hoa cương cao 2m2, rộng 1m70, phía trước ghi chữ Việt, phía sau ghi chữ Hán, tiểu sử và công trạng của danh tướng Trần Thượng Xuyên. Hàng năm, Ban Hội đình Tân Lân đều tổ chức tảo mộ và cúng tế vào dịp Thanh Minh, lễ Trung Cửu, ngày giỗ và lễ cầu an với sự tham dự của chính quyền cùng hàng trăm người dân. Đặc biệt, năm 2004, khu mộ cổ Trần Thượng Xuyên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Và cũng thật đặc biệt, cách mộ Trần Thượng Xuyên khoảng 150m là khu mộ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thi tướng Huỳnh Văn Nghệ. 2 vị danh tướng xứ Đồng Nai, đô đốc phiên trấn Sa Định Trần Thượng Xuyên và thi tướng rừng xanh chiến khu D Huỳnh Văn Nghệ, dù sống cách nhau gần 3 thế kỷ nhưng lại có khá nhiều sự trùng hợp thăng trầm trong cuộc đời binh nghiệp. Và sau khi 2 vị tướng ấy mất, lại thêm một sự trùng hợp ngẫu nhiên là cả 2 ông đều chọn mảnh đất làng Mỹ Lộc, vùng đất địa linh nhân kiệt. Phía trước có con sông Đồng Nai, dưới lòng sông có lớp đá hàn, sau lưng là ngọn núi đá lửa, làm nơi yên giấc ngàn thu. Cả 2 khu mộ đều là di tích lịch sử và là nơi cho các bạn trẻ tham quan về nguồn rất thú vị. Về nơi an nghỉ ngàn thu của những bậc tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ mảnh đất phương Nam để chúng ta thấu hiểu tường tận công lao xương máu của bao lớp người xưa đánh đổi mới có được cuộc sống thanh bình hôm nay. Quý vị thân mến, là vị tướng quân đương triều nhà Minh, Trung Quốc, ông Trần Thượng Xuyên do bất mãn đã cùng thuộc hạ của mình trốn sang Việt Nam. Tướng Xuyên được người dân vùng Đông Nam Bộ tôn kính vì có công khai khẩn, mở mang kinh tế. Hiện mộ của ông đang được bảo vệ tại Bình Dương.